Còn cái này thấy em nó đang ngồi nói chuyện vô bàn, quay vô bàn, nhưng mà bên trái tự nhiên có một người cầm hung khí quất vậy nè, em nó mới đỡ về thì nó bụng tay chạy luôn, thì rồi đó nhăn cái tay lên là nó chụp cho nó chạy luôn đó, rồi lúc đó cắt không có thấy xe nó vô là quất luôn. Khi nó xuống xe tôi có không biết đi xe đi gì không biết, nhưng mà mình thấy là đội nón đồ thì hà lắm, không có nhìn mặt rõ luôn. Đầu tiên cho phép anh em xin chào hết tất cả quý bà cô chú anh em đang xem cái video của anh em ngày hôm nay. Thì kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay mình vừa ghi nhận được một cái câu chuyện gây xôn xao chấn động tại một vùng quê. Hiện tại mình đang có mặt tại xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Về cái câu chuyện mà một thanh niên xông vào quán dùng một cái hung khí xuống tay với một người em trai, thì một cái thanh niên cũng đã mắc một cái bàn tay, đúng không bà cô chú anh chị? Thì hôm nay gặp trực tiếp gia đình, đây là ngồi trước màn hình, đó là một người anh của thanh niên đã gặp sự cố, còn cái bên là ba vợ. Thì xin chào anh và chú nha. Thì cái câu chuyện mình cũng vừa ghi nhận được, thì cái câu chuyện như thế nào thì nhờ anh cùng chú chia sẻ lại cho quý vị khán giả được biết ha. Cũng anh vợ đó thì tôi cũng biết, thì nó là ngày xưa, thì bây giờ hồi đó giờ nó bằng công ty, từ chưa gặp em gái mình tới giờ là mười mấy năm rồi. Thì gia đình nó thì nó con trai giao là ông chánh trong gia đình. Ngày hôm nay nó lấy em là con nhí về đây là ở là cũng là trên chục năm. Thì em út của nó bằng nghề chánh đó là phi lê cho công ty Hùng Cá đó, làm rồi không biết chuyện gì đó mà có một cái người nào người đó là không biết. Đây tôi thấy vậy thôi. Rồi cũng tự nhiên chạy chặt gớt cánh tay của nó, rồi bây giờ là chuyển đi, rồi bụng nó cũng lòi ra nữa. Rồi mình cũng thấy vậy thôi chứ không có chứng kiến hiện trường nha, nhưng mà mình coi lên đi trên mạng mình thấy. Rồi thì bác sĩ có chở chuyển lên Chợ Gãy thì sẽ mẫu gì đó mà cũng chưa có nắm bắt được như thế nào nữa. Rồi bây giờ là cũng như là chưa có được là nói là bị thương như thế nào, rồi phần trăm thì không biết hết. Em trai mà bị mắc một bàn tay đó là tên gì? Là tên Trọng. Em Trọng, giữa em Trọng cùng với thanh niên kia đó là có xích mích gì không? Nói chung ra thì cái vụ xích mích thì mình không biết được, vì mình ở nhà mình nó đi bằng, nhưng mà cái mình thấy là cũng đồng nghiệp thôi, cũng là nghề chế biến với nhau, là công ty thủy sản là chế biến phi lê, phi lê cá. Hiện tại là như hai vợ chồng đó là có nhà riêng gì không anh? Không, ở chung gia đình nuôi cha mẹ. Hoàn cảnh sao? Hoàn cảnh thì sống cũng được thông thiếu thốn hụt sau thôi, chứ đi bằng mướn mưu sinh, chứ không có được như của cải tài sản gì của ông bà ông cha để lại. Thì hai vợ chồng được mấy đứa con rồi? Hai đứa con, được hai đứa, mà đứa một đứa thì cũng ở mấy tuổi à, nhưng đứa nhỏ mới sanh ra cũng chưa biết đi nữa. Cũng mấy tháng ha. Mấy tháng rồi. Thì trước mắt là tôi thấy như vậy. Cái em bị hại đó là tên gì anh? Trọng. Tên bị hại tên Trọng. Là bao nhiêu tuổi không? Còn 30 mấy. 30 trở lại ạ. Thì 30 bây giờ 30, là có 30, 30. Có hai đứa con, bây giờ như là vợ mới sanh đứa sau này bao nhiêu tháng anh? Cỡ 7, nói chung là 9-10 tháng trở lại thôi, chứ chưa được giáp thôi. Nói bây giờ, cho ông ngoại nè, là cha vợ chia sẻ rằng bây giờ là Trọng đó là bây giờ là hàng ngày cuộc sống mưu sinh là một lao động chính hay sao? Chính là nó lạnh đó mà. Còn lương đỡ không? Thì lương cũng ít, cũng nhiều nữa. Rồi mình làm gì phải nuôi vợ với hai đứa con. Thì cái câu chuyện xảy ra đó là anh lúc mà khi mà Trọng bị như vậy đó là lúc đó anh ở đâu, anh hay như ở nhà này không biết đâu. Ở Bình Thạnh mà đâu biết được. Dạ. Rồi ai là người báo cho anh biết? Đó, đứa cha em không ạ? Đứa em. Dạ. Là phát hiện ra là nó bị ta chặt tay với chém đó, thì là bắt đầu là có tin, rồi bắt đầu con cháu rồi đó nó điện nó cho hay biết là vậy đó, mà nhưng mà người mình không có mặt ở đó, dân chúng người ta chuyển đi cấp cứu giùm, rớt cái bàn tay luôn anh, rớt bàn tay ra sau lưng luôn. Ôi trời ơi, ghê. Cái này là như là bên tên thanh niên kia cũng hổ báo cáo trộm ha, cũng là cố tình luôn phải không? Đó là mà cố tình. Chứ mình nếu mà nói như mình bình thường mình dặn người ta thì mình quýnh một hai bạt tay hay một hai cái gì đâu, chứ đâu có hành hung như vậy nổi, phải không? Là muốn cướp mạng sống rồi còn đâu nữa.
Rồi hiện tại thì em trai đó được chuyển lên tuyến trên của bệnh viện nào à? Chợ Rẫy. Bệnh viện Chợ Rẫy của Sài Gòn ha. Sài Gòn. Còn cái bàn tay thì sao, mình có nghe thông tin không? Nghe nói là ốp đá đem chảnh là khâu lại đó, nhưng mà cái tỷ lệ nó thành công được hay không thì cũng chưa có biết được nữa. Trước mắt là khâu lại. Còn nói lại á. Còn cái thanh niên mà gây án đó là hiện tại như thế nào rồi? Thì nghe nói là bị bắt rồi. Bị chính quyền tóm bắt rồi, nhưng mà cũng chưa có biết lần sau. Mình có biết là cái bên thanh niên đó là đi mấy người không? Nói chung ra là đi mấy người thì không có biết được. Mình không có biết được, chỉ coi trên laptop là thấy cầm cái hung khí đó chặt về cái rơi bên này là thôi rồi, chứ không có thấy mấy người, thấy người cũng thôi. cũng người tay luôn. Dâng cái con bàn tay lên. Tại rồi thôi đó. Rồi như vậy là hôm qua khi mà anh với hai anh mà hay cái tin gì đó có chạy lên chỗ hiện trường không? Không. Dạ. Tôi cũng nghe thấy này thôi chứ không có dám đi, tại vì bên sau cũng hơi sợ. Dạ. Cuối cùng ai là người lên chỗ để mà đưa em Trọng rồi đi cấp cứu anh? Mấy thằng ngồi chung á. Mấy người đi nhậu chung ha. Nhậu chung đưa đi luôn. Như cái cuộc tiền nhậu đó qua anh nó nghe nói là rể anh á gì nhậu là mấy người bạn không? Không có, không gần. Không gần. Nhưng sự việc xảy ra như thế này, theo như anh mình cũng là anh cũng đã lớn rồi, chứ cái nữa là mình nhận xét là có thể là do rể anh với cái thằng chàng thanh niên nó có mâu thuẫn gì trước không anh? Dạ không biết đó, không biết giận gì đó. Dạ. Ngày nay khô chờ rể mình khô à. Dạ. Thiệt, không em chồng này hiền lắm. Tại vì trước khi chưa có gia đình, vợ con nằm ở Phong Mỹ này là đã biết rồi, đã hiền rồi, mình mới gả em. Gia đình cũng mới biết vậy, thấy hiền từ mình mới gả cho gửi tấm thân phải không? Nhưng mà ngày hôm nay không biết sao mà lại vậy thì cũng không hiểu đâu. Rồi bây giờ là ai là người mà chăm sóc em chồng ở bệnh viện anh? Ông già ruột với bà già ruột. Dạ, là anh sư gia bên nội ha. Dạ. Rồi vợ ông chồng bây giờ là nằm ở nhà với con nhỏ hả? Con nhỏ. Rồi đây xuống nhà đó xa không anh? Lên Thanh Bình á. Ngay chỗ trồng mương lớn á. Mười mấy cây. Chạy vô khoảng vài cây số là tới. Khoảng nửa đoạn đường kinh đó là tới. Đó là con mấy số hả? Rồi gia đình bên nội là bên của chồng nó khá giả gì không anh? Thì cũng khổ đâu có khá. Dạ. Xảy ra sự việc này vậy mà tiền bạc lần chừng lần sau thì mà lo cái chắc cũng phải chạy đơn chạy đáo đúng không? Đáo. Vay mượn ha. Vay mượn chứ tạm thời vay mượn để chị chứ sao giờ. Rồi bây giờ sức khỏe như thế nào anh chồng á? Giờ để em xui nói gì nó chưa có hồi phục nữa, nó ăn uống thì được. Dạ. Vậy là chưa ra phòng hồi sức? Chưa. Tại nãy em cũng có ghé bên kia là cái cô hàng xóm kia, cổ cũng mở coi cho coi cái đoạn clip mà là khi mà thanh niên kia đó là xuống gớt một cánh tay, và cái nữa là cái bụng cũng có bị luôn. Thấy là ở ngoài đi vô là cầm một cái hung khí đó, rồi sau đó xuống tay thì em trai này mới đưa tay lên đỡ thì gớt cũng qua tay cái đó, nếu mà không ấy cái tay là cái kính vô cái đầu chết. Rồi từ lúc mà khi mà bên thanh niên mà gây án đó, sự việc xảy ra tới đến ngày hôm nay thì bên gia đình của bên thanh niên có đến bên gia đình của Trọng để mà chưa có luôn ha. Chưa nghe tin gì chưa. Nói chung là bên kia cũng chưa tới gia đình bên đây để mà có hỏi gì ha. Thì câu chuyện này cũng là chưa biết là có sự mâu thuẫn hay không ha. Xảy ra là ngày hôm qua lúc khoảng mấy giờ là theo anh? Hôm nay là thứ ba nữa. 2 ngày. Vậy là 2 ngày rồi. Dạ. 2 ngày rồi. Vậy là tối hôm kia bị ngày 16 á. 16 mình á. 16 hay là 16 mình. 16 mình mới có. Chiều 16 mình á. Bữa nay 18 hả? 2 ngày. Không qua tại vì nếu mà đúng rồi, chiều 16. Phải rồi. Bữa 18. Cái gì? Này. Tính 16 tay á, bữa nay 21 tay rồi đúng không? Là nếu đúng ra là bữa nay là 3 ngày. Bởi vì cái đêm đó là vào lúc 7 giờ. Bữa nay là mấy 20 tay thôi mà. 7. Bữa ngày 16 mình đó. Đúng rồi, 16 mình. Thì cái đoạn camera mà ghi lại cảnh đó là ở đây cũng có coi là 16 mình. 16 mình. 16 lịch thì gặm 16 đó, nhưng mà nói về ngày tay thì nó. Bây giờ là trở lại cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng của em Trọng nè, như thường lệ hàng ngày là Trọng là cũng như là một người trụ cột chính trong gia đình hả chú? Cũng là làm lo cho vợ con cùng với cha mẹ già luôn ha. Mày không may gặp một thanh niên xông vào thì đã làm em
mất một cái bàn tay. Thì hoàn cảnh gia đình thì gặp hết sức khó khăn, đang còn nuôi con nhỏ khoảng 8-9 tháng gì đó. Thì ngày hôm nay anh em đến đây chia sẻ cái câu chuyện này, cũng mong muốn gửi đến cho tất cả cũng như là quý cô chú anh chị em, cộng đồng mạng, quý mạnh thường quân xem nếu mà ai đồng cảm được thì có thể mà giúp đỡ cho em vượt qua cái cơn khó khăn như thế này. Thì chú có thể là gọi điện thoại cho gì em Nhí hay vợ chồng á. Dạ, điện được đâu, hiện tại là đang đi làm hả? Như thế này bây giờ nói chung ra bây giờ vừa buồn mà vừa giữ con, thì nói chung là cũng như là chưa không có liên lạc được với nó nữa vậy đó. Trong cuộc sống thì người chồng cũng là làm trụ cột thôi, rồi bây giờ xảy ra sự việc đó thì chắc em ấy cũng rất là đau lòng. Đau lòng đó, cho nên bây giờ phải liên lạc như thế nào để tụi em chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình, như là nhờ em gái là vợ của chồng đó chia sẻ là cuộc sống như thế nào và câu chuyện xảy ra lúc đó là em gái nó hay rồi, cái tình trạng cái sức khỏe của chồng bây giờ là như thế nào để cho cộng đồng người ta được biết á, để hỗ trợ khi có phần nào mà giúp đỡ cho mấy mẹ con, nói như con mới sinh mấy tháng nữa rồi xảy ra cái sự việc này nữa rồi chồng không đi làm được thì sao đây. Giác này mình có thể mình liên lạc bên xui được không chú? Giờ này chúng ta đâu nói không nữa. Cái gì mình gọi thử, mình mở lo lên cho cộng đồng nghe thử coi hiện tại tình hình sức khỏe của em nó như thế nào á. Lấy máy ra coi. Chung anh ba vợ của chồng ảnh cũng hiền quá ha. Hiền khô quá. Dạ. Dạ, hiện tại tình hình sức khỏe của em chồng sao rồi chú? Trời ơi. Vậy là hiện tại là đang là lo cái tay ha, nếu được ổn thì ấy, không ổn thì bỏ cái tay ha. Dạ. Rồi hiện tại là chồng đang nằm ở hồi sức luôn hả chú? Dạ, có ăn uống gì được chú? Có, ngày nay không có cho ăn, bác sĩ có cho ăn ngày qua, ngày nay không có. Còn nhờ cái hôm nó chứng rồi đó. Dạ. Còn cái vết thương còn cái vết thương mà vết thương mà ở bụng hay sao chú? Nó có cái kẹp ở sau nó bóp. Dạ. Là hiện tại vết thương ở bụng là được khâu lại hả chú? Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi thì con gọi con hỏi thăm cũng như là con nhà con chia sẻ. Con gọi con hỏi thăm để mà con chia sẻ lên cộng đồng mạng đó. Thì con thì trước hết thì cũng thay mặt cho tất cả những anh em đây cầu mong là cho em chồng nó mau khỏe ha chú ha. Dạ rồi chú cứ lo cho công việc, lo coi cho em chồng đi ha. Dạ cảm ơn chú. Rồi chào chú nha. Dạ dạ dạ. Hiện tại thì bên ba của em trọng cũng vừa thông tin cho hay bác sĩ cũng đang tiến hành phẫu thuật lại cái bàn tay, nếu ổn á, thì sẽ tiến hành tiếp, còn nếu không á, thì có thể là bỏ luôn cái bàn tay, là lúc đó là sẽ nói chung là không còn mà lao động được luôn đó. Nói chung là còn một tay đó quý. Mẹ nó mất cái gầm này nè. Dạ, bữa đó mẹ vớt cái ngọt luôn hả ta? Vớt ngọt cái băng lại gan, ông thấy cái ông ấy gan vậy đó, còn không không à, nhịn nằm luộc lòi ra bên đây nè. Nó lòi gan phèo heo vậy đó. Là chắc là nó vớt hai cái hả? Hai cái. Kém rồi, chạy tay rồi đỡ rồi nó chạy theo. Chạy theo nó đầm không theo như anh nghe kể lại là cái đầu tiên là nó trúng cái tay trước, là trúng cái bụng tay trước, tay trước, cái tay trước. À, cái tay trước vậy là vớt vô cái tay, vớt cái tay xong rồi mới chạy theo vớt trong cái bụng. Nó chạy nó bụng ra chạy bụng nó chụp ngang nó chạy vậy nè. Dạ. Quay động chạy mèn bé ơi. Rồi lúc đó là ai là người cầm cái tay đó đem tới bệnh viện luôn? Không biết luôn. Được người ta cấp cứu giùm chứ không có biết. Chắc bên phe đưa cấp cứu vòng gì? Vòng ở đó đó, bạn bè đó, anh em đó, đồng nghiệp bằng chung á. Dao nó bén quá ha. Mình có biết là con dao nó dao gì không?
mình đâu chưa biết, đâu nếu mà bên công an bây giờ người ta thấy cái mình chưa có người ta giữ rồi nó vậy chứ công an người ta lên hiện trường người ta cũng giữ chứ bằng chứng vào đó chứ cũng vào thái à. Sau khi gây án là bên cái tên mà hung thủ đó đi đầu thú hay là được cơ quan chức năng đến hiện trường để bắt giữ, mình có nghe vấn đề đó không? Lúc mà cái thanh niên đó xuống tay với gửi chú á, thì xuống tay xong rồi là như được cơ quan chức năng đến là bắt giữ hay là hung hay là đi đầu thú hay là tự lâu thì trốn là đi trốn mà đâu mà cơ quan chức năng mấy trốn mới tìm bắt được rồi chứ camera là ra được gắn được thấy nó đi tìm ra ra đường đó ra công ty đó người ta bắt lại đó nghe nói bắt hôm qua hay gì rồi. Người bên bển có ai đại diện qua đây nói chuyện gì với gia đình mình không? Không nói. Chưa có nghe thông tin thì gặp gia đình trao đổi gì hết trơn á. Chưa có nghe. Mình có biết gia đình của bên cái hung thủ nó giàu có gì không em? Chung nghe nói là cũng bằng mướn ăn cũng vậy thôi chứ không có được giàu có gì, khá giả gì, cũng mới bằng mướn. Nó cũng có mẹ rồi, mẹ già bệnh nữa, tai biến nữa. Cũng khổ, gia đình cũng khó khăn. Nghe nói vậy thôi chứ mình cũng không có gặp, nhưng mà nghe người ta gặp nói nhà được cũng khổ biết được cái nhà. Cái đó cũng nuôi mặn nuôi mẹ nữa, nhưng mà mẹ bị tai biến. Rồi làm cũng nói chung làm cũng giỏi lắm, em đó làm cũng giỏi lắm, nhưng mà không biết gì cái tới sự gì mà có cái hành vi mà kích động mạnh quá mưu sát ta cướp đi cái thương tật người ta vậy thôi chứ nó cũng mằng, nghe nói nó cũng mằng tốt lắm. Vậy là cũng hai người này cũng là bạn đồng nghiệp làm chung một cái chỗ nói chung là cái nghề nghiệp chung thôi mà không riêng công ty là đồng nghiệp là cái nghề á là đồng nghiệp nhưng mà công ty này với công ty kia hai cái kế bên à thằng em chồng thì mằng giảng ý còn em này thì mằng bên hùng cá hai thì cũng một chủ đó nhưng mà chia hai xưởng mằng chung mình là hai xưởng thì theo như nghĩ chắc trong lúc mà khi mà làm trong đó anh em chắc cũng có cái mâu thuẫn gì trước mà tại mình không có biết thôi đúng rồi mình không biết thôi chứ cũng phải có tại vì mằng lâu năm thì phải có cái mâu thuẫn này nọ nhưng không biết cái chuyện như thế nào thôi đầu đuôi câu chuyện. Rồi cái thời gian mà chồng rể của anh đó là có về đi làm về đây thường hay là lâu lâu có về thăm anh? Nó cũng qua đây tuần nhập thì đó, công ty nghỉ theo tôi được biết công ty nghỉ em nó về đây là nó kêu anh hai nhậu hoài nhậu với nó hoài bình thường nó nhậu rất tốt lắm nhậu vui vẻ anh em ngồi nhậu để nói chuyện rồi bắt nó đi thuộc pizza đồ chơi vậy chứ không có dự gì chứ á. Cái khô à cá nhân thì cũng không có chia sẻ với anh mà biết ha không có trong đó mình không biết được nó như bình thường ngày nói nữa hiện không có gì hết á. Vô công ty thì biết mang tôi biết thì được. Một thời gian tôi cũng bằng chung với em đó nhưng mà giờ tôi già rồi tôi nghỉ rồi thì nói chung ra vô đó thì đông người công ty hàng trăm người hàng ngàn người và thành ra mình không biết ai kể ghét người thương đó mà không biết thì nó mới dẫn nói chuyện đấy chứ em nó sự thật á thì từ đó giờ theo tôi được biết là nó không có lộn lạo mà để nói chuyện mà lố lăng với hơn thua với ai chứ á chỉ có biết nhậu rồi đó anh em rủ nhau nhậu vậy đó theo tôi được biết là gần như vậy là rồi sự việc xảy ra ở ngoài chắc cả anh cũng đủ nha con mình thì mới sinh em còn nhỏ chưa có làm có thu nhập bây giờ xảy ra là vậy nữa rồi bên ngoại có hỗ trợ ít tiền được chưa có đó cũng dây mượn gì có nhiều thì mình giúp cái giờ cũng như đó bạn cũng đi lấy dây mượn cũng mấy vàng dòng gì đó mượn bán là nâng lại lo cho em nó trước mắt là lo trước đi chứ bây giờ chứ giờ sao giờ cái giữa em chồng cùng với thanh niên đó là khi mà xảy ra cái sự việc là lúc đó là thanh niên từ bên ngoài bước vô hay là có nhậu chung bàn gì không ha? Không, ngoài đi vô. Ngoài đi vô là xuống tay liền ha. Nói chung là một cái bất ngờ là không trả tay không kịp. Không, nói chung là bất ngờ đó, mình ngồi bình thường đó là cũng như không có hay như trời quánh vậy đó. Người này cũng ngồi quay lưng đó, lúc có tàu qua vậy đó. Tại vì nếu mà quay đoạn video quay lại, mấy ca ra đường quay lại á, thí dụ như muốn quánh với nhau thì trước hết muốn sát nhau phải có cãi cọ, nói chuyện, đúng không? Còn cái này thấy em nó đang ngồi nói chuyện
vô bàn, quay vô bàn, nhưng mà bên trái tự nhiên có một người cầm hung khí quất vậy nè, em nó mới đỡ vậy thì nó bụm tay chạy luôn, thì rồi đó nhăn cái tay lên là nó chụp ra nó chạy luôn đó, rồi lúc đó là cắt mà ra mình không thấy nữa. Cái đó là cái máy camera ghi hình lại, ghi camera hình lại của quán nha. Ừ. Cái gì kỳ cục chứ, thằng Cang tự động là vô không có cự cãi gì trên, không có cãi gì trên, vô là luôn. Bên kia nó xuống xe, tôi không biết đi xe đi gì mình không biết, nhưng mà mình thấy là đội nón đồ hì hà lắm, không có nhìn mặt rõ luôn, mà chỉ thấy cái dáng chém thôi. Xạ ngang cái cây đó, vậy nè, dài vậy nè, thấy rõ ràng mà. Rồi là chỉ là như dạng là vô là như dạng là mục đích là một người một người thấy một người à chém mà em mà quay cái mà em trọng này bụm chụp cánh tay lại là chạy đó, là em đó, đó là đi xuống chém, tôi thấy rõ ràng trong máy đó mà. Là chỉ có một người thôi chứ không có mua đông người. Vậy là chủ yếu là người đó là vô tác động thẳng trọng thôi, là còn người, những người bạn nhậu của trọng có ai bị gì không? Không thấy của mình ngay em trọng đó là bị chặt vô cái tay vậy, cái là bụng luôn chạy luôn, chứ mấy người kia không thấy, mấy người kia phản động lại gì chứ. Gì coi kỳ cục cái trời. Cái đó cũng là mà theo như lời của bên nội là anh xui của anh nãy chia sẻ là mấy bác sĩ nói là cái vụ mà ấy mọi điều kiện để nói cái bàn tay lại, nhưng mà nó không được thì chắc buộc phải chịu bỏ luôn hay mất cánh tay. Bây giờ nó xuất ra rồi, bây giờ theo mình nghĩ thì mình không biết bác sĩ, thì bây giờ nếu mình nói ra lỡ cái khúc này nó lỡ trễ, nó có sình đi chăng, nó đưa vô cũng không dính, không ăn đúng không? Không ăn thì ảnh hưởng thì mắc tay thôi chứ thì để nghĩ là chắc hôm qua ở đó ai cũng phải lấy cái bàn tay để mà thì cũng lấy đó, để ướp lạnh đó, nặng nó còn sống. Rồi gì nè chú ơi, thì được biết là cái câu chuyện xảy ra bất ngờ đối với em Trọng, thì bên cạnh đó là em Trọng cũng là một trụ cột chính trong gia đình, làm nuôi cha mẹ cùng với vợ và đứa con nhỏ. Thì hôm nay đến ghi hình chia sẻ câu chuyện này, chuẩn bị mình kết thúc cái buổi ghi hình này ngày hôm nay, thì chú có lời nào muốn gửi gắm đến cũng như cộng đồng mạng quý mạnh thường quân không, thì chú chia sẻ ha. Rồi thì bây giờ là mình cũng xin thay mặt cho thay mặt cho gia đình, thì về cái câu chuyện của em Trọng mà bị một người thanh niên lạ mặt xuống tay, hiện tại bây giờ là mất một cái bàn tay, và bên cạnh đó thì gia đình gặp hết sức là khó khăn, thì mong rằng là những quý mạnh thường quân hay là quý cô bác anh chị em ai có lòng hữu duyên cùng với gia đình thì chung tay giúp đỡ cho em, thì có thể liên hệ đến tất cả những người em đang ghi hình đây. Thì cuối video xin cảm ơn chú cùng anh, hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh em trong những video lần sau nhé.